Hello, xin chào các bạn. Chúng ta sẽ chơi tôi bây giờ mình sẽ chơi con Super Angela này nhá. Bắt đầu vào tôi bây giờ có thể sẽ về biết là đó có thể là có cảnh giác con sẽ biết
đến tiếp theo nhé. Ok, tiếp theo là tôm. Đây rồi, mình chơi cái con tích kích tôm. Vô. Hoa đào. Đi mà đào nó ôm cái máy bay này. Chết luôn. Thấy bóng đá của chú trộm trước. Làm chưa? Bay lên nào. Không, bay lên là được. Con này chân thì không cần phải di chuyển như thế mới được. Dạ. Xuống dưới mà vẫn còn đặt chân. Con này lên. Ui. Ui, chết chết. Sao ấy? Nó chỉ là choáng thôi. Bấm phát này. Ok, chúng ta sẽ phải mát. Logo là chúng ta kết cái cây này. Đấy. Còn trong mát rất nhiều cây đấy. Gian này. Gian này chúng ta sẽ chạy, chúng ta sẽ được bay. Đây có hoa đào luôn. Cái vừa ăn cái được có hai quả hoa đào, 28, 29. Đây, quả trời vàng của các bạn đây. Ăn lâu chưa hết rồi. 40 rồi. Rồi, ăn được súng. Ăn được súng thì chúng ta sẽ tiêu diệt những cái mục tiêu đang phía trước. Rồi, bắn hết luôn. Lấy hai vàng này. Ok, để vào cái map này tiếp. Map này khá hay. Map này là ngoài biển. Mỗi map thì một trận này nó khác nhau. Còn cái này phát này nó đã khác hẳn rồi. Ui, phá pháo. Đã mất. Người có pháo rồi. Sẽ kết thúc video nha. Đây, kết rồi. Ok, sẽ kết thúc video tại nha. Bye bye.